Mục tiêu của video này là giúp bạn nhận ra những dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp cần chuyển hướng chiến lược, biết rằng thay đổi hành vi của khách hàng ảnh hưởng đến xu hướng sản phẩm, biết cách theo dõi xu hướng sản phẩm và điều chỉnh cho phù hợp. Xin chào các bạn, hãy cùng gặp Thu Thủy, chủ sở hữu của Bio Việt Nam. Thu Thủy cần tối thiểu 10 triệu đồng mỗi tháng để trang trải cho các chi phí gia đình, bao gồm các tiện ích, thực phẩm, học phí cho con cái. Nhưng trong 6 tháng gần đây, công việc kinh doanh xuống dốc và dậm chân tại chỗ với doanh thu khoảng 10 đến 15 triệu một tháng, lợi nhuận thu được để trang trải các chi phí trong gia đình chỉ là 3 triệu. Và nếu bạn là Thủy, bạn sẽ tiếp tục công việc kinh doanh hay chấp nhận thất bại và tìm kiếm một cơ hội hứa hẹn hơn? Một số người sẽ cảm thấy thất bại là một điều đáng xấu hổ. Nhưng tuy nhiên, tất cả những người thành công đều đã từng thất bại ít nhất là một lần hoặc thậm chí nhiều hơn. Sự khác biệt nằm ở chỗ, sau khi thất bại thì họ luôn phục hồi trở lại và thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Để thành công, các bạn cần phải nhìn nhận thất bại giống như một quá trình học tập quan trọng. Và sẽ luôn có những rủi ro thất bại khác. Bởi hành vi tiêu dùng, sở thích hay nhu cầu của khách hàng sẽ luôn luôn thay đổi. Và hầu hết các doanh nghiệp thì cần phải thích ứng phát triển và thậm chí là chuyển hướng chiến lược cho phù hợp. Do đó, điều thực sự quan trọng là hiểu các xu hướng tiêu dùng đang thay đổi như thế nào để từ đó các bạn có thể xây dựng kế hoạch cho mình một cách phù hợp. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem xét điều này. Trong thời kỳ đại dịch, chúng ta đã thấy những thay đổi sau trong hành vi và xu hướng của người tiêu dùng. Thứ nhất, ngày càng nhiều những người thích mua hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến qua ngân hàng hoặc ví điện tử. Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm 2021 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, hoạt động thương mại điện tử trong nước tăng trưởng khoảng 15% và đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ USD trong năm 2020. Thứ hai, người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe và hướng tới lối sống lành mạnh hơn. Thứ ba, người tiêu dùng chủ yếu làm mọi việc tại nhà và dành nhiều thời gian hơn ở nhà do giãn cách xã hội và làm việc tại nhà. Vì vậy, họ có nhu cầu lớn hơn đối với các sản phẩm, gia dụng thiết thực và trang trí nội thất để làm cho ngôi nhà của họ trở nên tiện nghi và thoải mái hơn. Thứ tư, người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về biến đổi khí hậu và điều kiện môi trường ngày càng xấu đi. Từ đó thì quan tâm đến các sản phẩm thân thiện với môi trường. Thứ năm, người tiêu dùng cần giảm tiếp xúc vật lý với người khác nhưng vẫn muốn thể hiện sự quan tâm đến nhau bằng cách gửi quà. Do đó là doanh số các giỏ quà tặng như là trái cây, thực phẩm tăng lên đáng kể. Với những thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng, những loại sản phẩm nào đang bán chạy? Đối với các sản phẩm thực phẩm là nước sốt hoặc nước lẩu nấu sẵn, thịt chế biến sẵn, thực phẩm đông lạnh và các thực phẩm bổ dưỡng như đông trùng hạ thảo, yến xào. Đối với các sản phẩm thời trang thì các sản phẩm thời trang với thiết kế đơn giản, chất liệu thoải mái để mặc làm việc tại nhà mà vẫn lịch sự khi học trực tuyến. Hoặc là khẩu trang lụa, khẩu trang thêu, dây đeo thời trang, khẩu trang, kính chống giọt bắn cũng đang là những xu thế mới. Đối với các sản phẩm thủ công và đồ nội thất, các sản phẩm nội thất tiện ích hoặc cây cảnh trang trí đang trở thành xu thế tiêu dùng. Ví dụ như là ghế ngồi làm việc tại nhà hoặc là các loại cây cảnh trong nhà, lọ cắm hoa đang rất được ưa chuộng. Đối với các sản phẩm thuộc nhóm chăm sóc cơ thể thì các sản phẩm như tinh dầu, nước xịt khuẩn, nước rửa tay, sữa tắm và dầu gội làm từ các thành phần tự nhiên, thảo mộc như là bồ kết, gừng thì đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng các sản phẩm lành mạnh, thân thiện với môi trường, mang tính ứng dụng cao sẽ giúp tiết kiệm thời gian, không gian sẽ là những sản phẩm được ưu tiên. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây đó là liệu những xu hướng này có duy trì lâu bền sau đại dịch hay không? Ở góc độ nào đó, có lẽ là có, bởi vì đại dịch đã tạo ra thói quen tiêu dùng mới trong những năm gần đây. Nhưng chúng ta không thể đoán trước được liệu những biến cố thay đổi của cuộc sống nào khác sẽ xảy ra và tạo tác động hay không. Do đó, chúng ta luôn luôn cần chuẩn bị sẵn sàng để thích ứng với những tình huống mới. Và để làm được điều này, thì bạn cần liên tục theo dõi các xu hướng mới phát triển như thế nào bằng những cách sau. Cách thứ nhất, đó là theo dõi các dòng sản phẩm được bán trong cửa hàng và siêu thị. Cách thứ hai là nghiên cứu và xem xét danh sách các sản phẩm phổ biến nhất trên cái nền tảng thương mại điện tử. Và cách thứ ba đó là tìm kiếm các xu hướng và đánh giá sản phẩm mới trên mạng xã hội và Internet. Các bạn có thể tìm kiếm với từ khóa là các sản phẩm bán chạy nhất năm 2022 để tìm danh sách các sản phẩm bán chạy nhất như thế này. Đó là cách chúng tôi theo dõi và xác định xu hướng chung của người tiêu dùng. Nhưng hãy luôn luôn nhớ rằng người tiêu dùng ở các khu vực địa lý khác nhau có thể tạo ra các nhu cầu và sở thích khác nhau đối với nhà sản xuất và thương mại. Chúng ta có thể thấy một số thương hiệu thời trang đang sử dụng 100% chất liệu từ thực vật tự nhiên, cũng như là áp dụng các quy trình sản xuất may, thêu truyền thống. Và với chi phí sản xuất lớn thì thương hiệu này bán sản phẩm với giá khá cao, từ 5 đến 8 triệu đồng trên một sản phẩm. Và chính vì vậy họ đã phải đặt
cửa hàng của mình tại những khu vực dân cư mà có mức trung bình thu nhập cao. Điều này thể hiện rằng đôi khi vấn đề nó không nằm ở sản phẩm mà phụ thuộc vào cái vị trí bạn chọn để bán hàng. Vậy nên hãy tự tìm kiếm và phân tích thông tin để hiểu rõ hơn giá trị gia tăng của sản phẩm của bạn là gì và bạn nên bán nó cho ai và bán ở đâu. Đừng quên theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Chúc bạn thành công! Nếu bạn hiện đang dự định chuyển đổi hướng kinh doanh, bạn cần thực hiện các bước sau. Xác định các sản phẩm hiện đang thịnh hành nhưng không được bán rộng rãi ở khu vực của bạn. Thiết kế sản phẩm và dịch vụ với giá trị gia tăng rõ ràng cho khách hàng. Nghiên cứu các đặc điểm của khách hàng mục tiêu để hiểu họ là ai và ở đâu. Thất bại là một quá trình học tập giúp bạn thích nghi tốt hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đạt được thành công.